Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ giải vở thực hành toán lớp 1. Bài hôm nay chúng ta sẽ làm là bài 26 đơn vị đo độ dài. Tiết số 1. Khám phá lớp học. Em hãy ước lượng độ dài các đồ vật trong lớp học bằng găng tay. Đo độ dài thực tế của chúng bằng găng tay, sau đó viết số tích hợp vào ổ trống. Như vậy thì cái đồ vật là đây là cái cửa này thì chúng ta tùy theo cái cửa chúng ta không biết được cái này nó khoảng bao nhiêu, nhiều khi cái phòng cái trường của mẫu em là mẫu khác rồi. Và cái găng tay của các em á thì tầm khoảng cửa là 10 cm rồi. Và cái cửa này thầy cho tầm khoảng cửa từ đây qua đây thì tầm khoảng cửa là một mét rưỡi được không? Có nhiều cái cửa nó lớn hơn đó, lớn hơn gần tới 2 mét là được không? Cho nên cái cửa này nó khó biết lắm. Nhiều cái phòng thì người ta họ làm cái cửa rất là lớn. Thì cho rằng cái này tầm khoảng cửa là một mét hai đi. Mét hai thì 12 găng tay. Thì ước lượng nữa ha. Còn thực tế thì chúng ta đo bao nhiêu chúng ta đo thực tế chúng ta mới biết được. Và cái bàn từ đây tới đây, cái bàn từ đây tới đây thì cái bàn giáo viên thì tầm khoảng cũng là 1m2 thì cho là 12 găng tay. Khi mà đo lại thì nó như thế nào thực tế chúng ta mới biết. Rồi về cái chiều cao của cái ghế này, chiều cao của cái ghế này nó tầm khoảng cửa là 50 được. 50 có thể là 60. Cái này tầm khoảng cửa là 6 găng tay. Rồi cái bàn từ đây tới đây, cái bàn từ đây tới đây thì tầm khoảng cửa là 40 hoặc là 50 cm, như vậy tầm khoảng cửa là 5 găng tay. Thì khi đó chúng ta có cái bàn thực tế thì chúng ta mới đo được, mới găng ở coi được bao nhiêu găng. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh mới thầy để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả. Trong phần mô tả thầy để sẵn link của blog, trong blog thầy giải rất nhiều các đầu sách. Các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.